Mày hư tao, kỳ này mày tới công chuyện tao rồi. Thả ra con. Anh xin, có chuyện gì thì từ từ nói. Không nói gì hết á, thằng này phải như vậy mới được. Có chuyện gì từ từ nói, thả em ra đi con. Đúng rồi, mày làm anh bài cảnh quá. Làm anh quýnh nhỏ vậy á. Con có quýnh nó đâu, cái này nó chơi quảnh tù xì chắc lỗi với Bebo mà. Có gì đâu anh làm quá, cái này vậy nhà lao là hết chứ gì. Mày khỏi, mày định bày trò mét cha là tao quýnh mày ra nông nổi này chứ gì. Kỳ này mày đừng có hồng hại tao nữa, đi về đây. Không, mọi người ơi cứu con. Mọi người ơi cứu con.